Xin chào anh em và bà con. Chào mừng anh em và bà con trở lại xem video trên kênh Tuấn Ký Sự Nhà Nông 2. Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả. Anh em và bà con hãy để lại bình luận để cùng trao đổi về kỹ thuật nuôi dê. Mời anh em và bà con theo dõi video. Trong video hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ đến anh em về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê thông qua việc trả lời các câu hỏi của anh em đã đặt ở dưới các video trong kênh trong thời gian qua. Mời anh em cùng theo dõi. Câu hỏi số 1. Một bạn có hỏi là đã nuôi dê được nửa năm, dê thì không béo lên được, thường hay bị đi ngoài và liệt thì phải làm như thế nào? Vậy thì chỗ này mình xin được trao đổi như này này. Thứ nhất, anh em mới nuôi chưa có kinh nghiệm thì cái khâu quan trọng nhất là khâu chăm sóc. Có lẽ là anh em làm nó chưa đúng quy trình, cho nên là dẫn đến là con dê nó phát triển kém, thì cái sức đề kháng của nó bị giảm và dẫn đến nó nhiều bệnh tật. Nên là anh em chịu khó vào trong kênh, anh em xem cái quy trình mình nuôi. Quy trình mình nuôi là quy trình nuôi đơn giản nhất. Mình nuôi bán chăn thả và anh em có thể áp dụng được, kể cả anh em nuôi chăn thả vẫn có thể áp dụng quy trình đó được. Tức là trong chăn nuôi con dê, quan trọng nhất là cái khâu chăm sóc và phòng bệnh cho nó. Từ dê con cho đến dê mẹ thì ta đều phải đảm bảo rằng là nó được cung cấp đầy đủ thức ăn, về thức ăn thô xanh, tức là cỏ và lá. Cỏ và lá thì càng đa dạng thì càng tốt, tức là nó bao gồm cả cỏ, cả nhiều loại lá thì là tốt hơn ta cho ăn chỉ mình cỏ không. Thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cung cấp đầy đủ cái thức ăn tinh cho nó. Thức ăn tinh tức là bột, tức là ngô, gạo, sắn, khoai, vân vân. Ta có thể là tận dụng các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta có để chúng ta nghiền, chúng ta trộn hay là chúng ta xay cho nó ăn trực tiếp. Và nếu anh em nào cho ăn cám công nghiệp thì cũng phải lưu ý cho ăn cái loại cám phù hợp với cái đối tượng dê nhà mình. Ví dụ như dê vỗ béo thì là ăn cám vỗ béo, dê sinh sản thì ăn cám sinh sản, thì dinh dưỡng phù hợp nó sẽ phát triển tốt. Thứ nữa là trong chuồng dê anh em phải luôn luôn có cái hộp bổ sung khoáng và cái đá liếm cho con dê để cho nó đảm bảo đầy đủ các khoáng chất, nhất là canxi. Thì anh em có thể vào kênh tham khảo cái quy trình nuôi của mình và cái cách làm các hộp khoáng, rồi sử dụng đá liếm loại nào thì tốt, loại nào thì có các thành phần gì để ta có thể áp dụng được, phần nào ta áp dụng. Và một cái đặc biệt hết sức quan trọng nữa, đấy là chúng ta phải đảm bảo cái khâu vệ sinh chuồng trại. Vệ sinh chuồng trại, môi trường nuôi là hết sức quan trọng. Anh em phải thường xuyên dọn chuồng sạch sẽ và thỉnh thoảng ta tiêu độc khử trùng cái chuồng để cho nó đảm bảo nó không bị nhiễm các bệnh về cái đường hô hấp, rồi đường tiêu hóa vân vân, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con dê. Đấy thì mình nói tóm tắt nhanh như vậy. Còn quy trình phòng bệnh và quy trình nuôi, anh em cứ chịu khó vào kênh xem, có rất nhiều video anh em chịu khó xem để tham khảo, thì hy vọng là bạn sẽ nuôi dê tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi rất là hay và cũng rất là thực tế. Một bạn có hỏi là có một hòn núi đá ở ngoài biển thì muốn mua vài con dê thả ra đấy để cho nó tự sinh sống thì có được hay không? Ở trên cái hòn núi đá này, ta tưởng tượng như một hòn đảo đấy, thì nó chỉ có lá cây thôi, cành cây, có cây thôi, không có cỏ, thì có nuôi được không? Và nếu nuôi được thì nên chọn giống dê gì? Nhân đây thì mình cũng nói luôn về cái câu chuyện là con dê. Thế con dê nó là một cái con vật, bản chất nó là hoang dã, cho nên là anh em mua dê đem ra núi đá ngoài đảo, ngoài biển thả là hoàn toàn được. Và nữa là dê thì nó thích ăn lá hơn ăn cỏ, bản chất của nó ăn lá. Cho nên là trên cây, trên núi mà có nhiều cây lá thì là rất tốt để nuôi dê. Thế thì có một cái câu chuyện người ta kể như thế này.
Thì cách đây đã nhiều năm rồi, mình cũng chỉ nghe lại thôi, là người phương Tây ấy, người ta có một cái hòn đảo ở ngoài biển khơi mà người ta muốn khai phá nó, nhưng mà để mà đưa được phương tiện vật liệu và người ra đấy để khai phá thì nó rất là tốn kém, mà thời xưa thì nó chưa có các cái phương tiện hiện đại như bây giờ. Thế là người ta nghĩ ra cái cách là gì? Người ta đem một đàn dê ra đấy người ta thả và cứ để cho nó sinh sôi nảy nở ở ngoài đấy, thì chỉ sau vài năm đàn dê nó phát triển và nó ăn, nó phá sạch cả cái hòn đảo, tức là cây cối rồi các loại dây leo rậm rạp các thứ là nó làm cho tan hoang hết, và con người ra dọn dẹp một cách rất là đơn giản. Như vậy ta thấy cái bản chất của con dê là nó có thể sống tự do được. Tuy nhiên ở đây nếu bạn muốn mua dê để đem ra ngoài đảo thả đấy, thì ta phải mua cái dê ta gọi là dê chăn thả nhé bạn nhé, mua dê chăn thả chứ đừng có mua mà dê trại. Dê trại về mà thả ra ngoài đấy là đảm bảo là không có người trông thời gian đầu là nó không sống được đâu. Đấy, mình không cho nó ăn cám, không cho nó ăn chất bột các thứ là nó không sống được đâu. Ta mua dê chăn thả về ta đem đấy thả, nó sẽ tự kiếm chỗ nó ở. Nếu như mình mà làm chuồng cho nó, tập cho nó về chuồng thì nó sẽ về, còn không thì nó sẽ ở trong các hốc cây, hốc đá, các cái hốc đá, hang đá, thì nó sẽ cũng tự tìm, nó thích nghi với cuộc sống được. Tất nhiên là mới đầu sẽ có một số con không thích nghi nổi thì nó cũng sẽ có thất thoát, nhưng mà mình nghĩ là sẽ phát triển được. Và cái giống dê ấy, bạn mà nên mua để bạn thả ra đấy thì bạn chọn cái giống dê dê địa phương, tức là bạn xem ở gần chỗ bạn ấy người ta nuôi dê gì là phổ biến. Ví dụ ở phía Bắc chúng ta có dê cỏ này là phù hợp nhất với việc các bạn đem ra đảo đấy các bạn thả, hoặc là ở trong Nam thì có dê bách thảo, dê hay là gọi là dê Hoàn Lan đấy. Dê đấy là cũng được nuôi ở Việt Nam rất lâu đời rồi, nó được thuần rồi và khả năng kiếm ăn của nó là rất tuyệt vời. Nó có thể leo đồi, có thể gặm vỏ cây, có thể vặt lá vân vân, nó tự ăn. Thì bạn nên chọn một là dê cỏ, hai là dê bách thảo, ta đưa ra đấy ta thả. Tuy nhiên là cái mấy cái ngày đầu ấy, khoảng độ 1 tuần đầu thì cũng nên theo dõi nó xem nó đi lại, nó ăn uống như thế nào, nó có gặp khó khăn gì không. Nếu gặp thì để ta hỗ trợ, sau đấy nó quen đi thì mình thả ngoài đấy cho nó tự do cũng được. Và mình tin tưởng rằng nếu mà cái hòn núi hòn đảo của các bạn ấy mà an toàn, không có người đến bắt, thì chỉ độ 1-2 năm các bạn ra đảo là đã có đàn dê rồi. Hoặc là thỉnh thoảng thì các bạn có thể ra kiểm tra đàn dê của mình và cảm nhận cái kết quả của cái việc thả dê trên đảo. Chúc bạn thành công. À, nãy giờ nói nhưng mà mình cũng quên khuấy đi. Bạn lưu ý là ngoài cái đảo đấy, cái núi đấy, nó phải có nước ngọt nhá. Chứ nếu mà không có nước ngọt là con dê không sống được đâu, bởi vì nó không có nước uống. Nên là bạn lưu ý xem các điều kiện, nếu đầy đủ nước ngọt và có cây cối, lá đầy đủ thì có thể thả được và dê phát triển rất tốt. Một cái ý kiến của một bạn tiếp theo là bạn nói rằng là sát trùng thì là dùng biocid, cái này chắc là bencoxid đấy, hoặc là iodine. Đúng rồi, cái này là thuốc sát trùng chuồng trại mà phổ biến, các trang trại rồi các gia đình thường hay sử dụng để sát trùng định kỳ chuồng trại. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể sử dụng vôi bột để ta sát trùng dưới nền chuồng này, trộn phân, ủ phân này. Đặc biệt là các sàn chuồng đất thì chúng ta càng cần phải sử dụng khử trùng bằng vôi bột. Đấy, còn cái bencoxit hoặc là iodine này thì chúng ta có thể là phun ở trên sàn, phun ở trên sàn vách chuồng, vệ sinh các máng ăn, rồi vệ sinh cái lúc mà con dê nó bị tiêu chảy, nó dính ở trên chuồng vân vân, thì để giúp cho nó tiêu diệt các cái mầm bệnh. Đấy, như vậy là có thể nói là sát trùng chuồng trại ta có thể sử dụng bằng hóa chất hoặc là có thể sử dụng bằng vôi đều được cả anh em nhá. Như vậy là mình vừa trao đổi với anh em có 3 câu hỏi thôi. Tuy nhiên là mình nói cũng tương đối dài cho nên là mình dừng video ở đây.
Hẹn gặp lại anh em ở trong các video sau. Anh em có câu hỏi gì tiếp tục đặt ở dưới kênh, mình sẽ cố gắng thực hiện trả lời các câu hỏi của anh em nhằm mục đích trao đổi, giao lưu về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê. Chúc anh em chăn nuôi dê hiệu quả.